những sản phẩm đến từ thương hiệu Esoteric luôn cho chúng ta một cái cảm giác rất là chắc chắn và thực sự là sờ, nắm, cầm và cảm nhận thực tế trên kể cả máy hay là những chiếc điều khiển, chúng ta luôn có một cái cảm giác nó thực sự là chất lượng luôn. Họ làm vô cùng là nghiêm túc. Và hôm nay thì sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến với mọi người đó chính là một chiếc đầu đến từ thương hiệu Esoteric, có model là SA50. Đây là tiền thân của model K07, K05, K03 về sau này. Nó được ra đời vào năm 2011. Và hôm nay thì bên em đang có một cái sản phẩm sải lướt với tình trạng còn đẹp. Và cái chất lượng của máy thì hoàn hảo. Nó lại có thêm rất nhiều tính năng để chúng ta chơi nhạc số cũng như là chơi CD rất là tiện lợi. Em sẽ giới thiệu chi tiết ngay sau đây. Đây là một sản phẩm sải lướt được bên em tuyển chọn về trong tình trạng máy còn rất đẹp và có thể nói rằng là hoàn hảo mọi chức năng. Esoteric SA50 thì có bao gồm đầy đủ tính năng để chúng ta có thể chơi đĩa CD cũng như là chơi đĩa SACD, và ngoài ra thì nó cũng rất là thời thượng để mọi người có thể chơi thêm nhạc số bằng các đường kết nối như là cáp đồng trục, cáp quang, thậm chí là cao cấp hơn như là qua đường USB của máy tính cho chất lượng âm thanh giải mã 32 bit. Chúng ta sẽ cùng test tốc độ đọc đĩa cũng như là nhận bài của đầu CD SA50. Hiện tại thì em chưa kết nối với âm ly và loa. Chúng ta chỉ thao tác như này, sau đó thì em lát nữa em sẽ kết nối với âm ly để chúng ta thử âm thanh. Đầu CD Esoteric SA50 được thiết kế vô cùng là chắc chắn với một mặt mặt tiền được làm bằng một tấm nhôm nguyên khối và được họ phay rất là đẹp. Phay xước của Esoteric thì họ phay nhám khá là dày, cho nên chúng ta sờ vào cảm giác nó hơi gợn gợn tay, và cái này thì nó cho chúng ta một cái cảm giác là vô cùng là chắc chắn. Chính giữa thì chúng ta có một ổ đĩa này thì dùng cái bộ cơ VRDS rất là chất lượng của Esoteric. Chiếc đầu này thì sử dụng hai giải mã AKM4392EQ cho chất lượng âm thanh lên tới 32 bit. Với một cái chất lượng âm thanh giải mã, độ phân giải cao như vậy thì anh em hoàn toàn có thể chơi những cái bản nhạc SACD chất lượng cao rất là phù hợp trên chiếc đầu này. Với một cái thiết kế size phổ thông, chiều rộng là 44cm và chiều cao là 15cm, chiều sâu là 35cm, cân nặng là 18kg. Chúng ta có thể phối ghép với nhiều chiếc âm ly trên thị trường hiện nay, rất là phù hợp. Nếu như lựa chọn được những chiếc âm ly mà có màu bạc, silver như thế này thì sẽ rất là hợp cho chúng ta chơi. Ta có đầy đủ các cái núm chức năng để chúng ta có thể tùy chọn chơi cơ bản nếu như không sử dụng điều khiển. Phía bên trái thì chúng ta sẽ có một nút chọn đường vào để chúng ta có thể lựa chọn các cổng input như là cáp đồng trục, cáp quang, cổng USB và chế độ chơi CD cũng như là SACD. Trên chiếc đầu này thì có một lưu ý là khi mà chúng ta đang play đĩa thì chúng ta sẽ không thể chọn các cái đường vào được. Nó cũng là một cái tính năng để chúng ta chơi ổn định hơn. Phía ngoài cùng bên trái thì chúng ta sẽ có một nút nguồn để chúng ta có thể chủ động tắt ở đây. Và đây là nút nguồn vật lý cứng. Chúng ta sẽ tắt hoàn toàn điện nguồn, không có chế độ standby. Và phía sau thì đầu tiên khi mà chúng ta quan sát vào thì sẽ thấy nổi bật lên những cổng kết nối được mạ vàng, những cái rắc RCA. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay cả cái cổng clock của máy thì cũng được kết nối vàng rất là đẹp mắt. Từ bên tay trái sang thì chúng ta sẽ có ba đường input như em nói ở phía mặt trước, đó chính là một cổng USB để kết nối với máy tính, cổng đồng trục và cổng cáp quang. Tiếp theo nữa thì chiếc máy này cũng có thể sử dụng như là một bộ cơ để chúng ta có thể sử dụng những cái giải mã ở bên ngoài chất lượng cao hơn là giải mã của máy để cho âm thanh hay hơn qua hai đường, đó là đường đồng trục và đường cáp quang. Vì bộ cơ của chiếc đầu này, những cái bộ cơ của Esoteric, cơ VRDS ấy, thực sự nó là những cái bộ cơ vô cùng là chất lượng ở trên thế giới, được xếp top là những cái bộ cơ tốt nhất trên thị trường. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai cổng line out, đó là cổng 35 và cổng RCA, có hai cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể kết nối được với
hầu hết các cái loại âm ly trên thị trường hiện nay. Và một cổng, đây là cổng master clock để chúng ta có thể tăng thêm cái bộ đếm xung nhịp mà ở bên ngoài vào cho chất lượng âm thanh được hay hơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cổng kết nối nguồn. Chiếc máy này thì sử dụng điện là 220V, vô cùng là tiện lợi, chúng ta kết nối thẳng trực tiếp với nguồn điện, không cần qua thiết bị đổi điện, rất là tiện lợi luôn. Hiện tại thì sản phẩm này bên em đang có mức giá bán là 40 triệu đồng. Tuy nhiên đó là mức giá tham khảo để anh em có thể tham khảo trên thị trường. Nếu như chúng ta quan tâm, liên hệ trực tiếp với Bảo Hùng Audio theo số điện thoại hiển thị dưới màn hình đây để có mức giá tốt hơn nữa giao lưu cùng với mọi người. Ngoài ra thì bên em cũng tặng dây dẫn cũng như là phụ kiện để chúng ta có thể chơi, không cần phải mua thêm phụ kiện và bao ship trên toàn quốc. Xin cảm ơn và xin hẹn lại. Ngay sau đây thì em sẽ test âm thanh của chiếc đầu CD Esoteric SA50. Xin mời quý vị bạn chúng ta hãy cùng nhau test âm thanh của sản phẩm này. Trời lại làm đông sao, mưa tuyết tà tơi, giọt lệ nào không hay chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang mong thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua đời sau băng giá, người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào nguôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đong. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi, giờ thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng xanh. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn gì? Anh có quay về chăng? Em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Thương nhớ anh nào nguôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đong. Từ
khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng? Em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng? Em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng.